Cho anh em rất là nhiều xe đậu hết luôn, dàn xe luôn đó, anh em tự coi nha. Winner Z8, Winner R15 V2, RX Edge Z8, MT03, R3, Subandit R15 đấy, rất là nhiều đó, xe nhà mình à. Đấy, rồi chuẩn bị xuất phát nha anh em. Rồi dịp đến tham quan showroom Thanh Phương Phát 6 vừa mới khai trương ở Bình Dương. Thì đây mọi người nhìn là cái dạng xe rất là hùng hậu luôn nha. Bây giờ thì mọi người theo cái nick vô đây. Hello em. Thì bây giờ tại vì bây giờ anh đang tiếp mấy anh em nè, mấy anh em ốp rất là vui. Đi xa rồi, bây giờ có máy lạnh ngồi rất là mát để bây giờ qua phỏng vấn dài anh em ha. Sao? Ngồi mát không? Sướng không? Uống nước à. Qua đây coi mấy anh em ăn bánh uống nước trà. Sao bánh ngon mấy anh em? Ngon. Dạ ngon anh. Đi ốp vậy mới vui chứ. Hồi nãy giờ chạy mồ hôi một kê rất là nhiều. Ồ anh Trung đâu? Nãy giờ anh em chạy mồ hôi một kê rất là nhiều. Hình như chỉ sót một hai anh em mà. Không, bữa đợt này không sót nhiều. Đây ở đây có bánh rất là nhiều. Quay vô đây. Đây là bánh ngọt, nước cam, rồi ổi. Nói chung đầy đủ ha, đầy đủ đồ ăn ha. Rồi đây là có đủ thứ các loại bánh, mấy anh em ăn xong mà bị tiểu đường luôn anh em à, ngọt không à. Đó. Đây có nước này, nước gì ta trà tắc, uống miếng trà tắc nè. Đi xa mà có miếng trà tắc là uống là y bài luôn á anh em. Này là gì nữa hả? Xanh xanh đỏ đỏ vàng bánh nóng, bánh rán à. Quá trời luôn, bánh rán Doraemon nè anh em. Trà tắc là có đá nha anh em. À. Rồi anh em chơi vui vẻ nghỉ ngơi xíu rồi mình ra nẹt bô chơi. Mới tới luôn anh em, là mới vừa tới luôn rồi, xong mấy anh em ngồi nghỉ ngơi xíu rồi lát rồi mới chơi sau. Ok anh em.
Ừ thì nãy giờ xin ít có đi tham quan một vòng showroom của Thanh Vương Phát 6 á, thì chỗ xe tay ga là rất là nhiều, mà xe tay côn cũng rất là nhiều, mà xe số cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà đặc biệt á là xin ít có để ý một chiếc xe tay ga này, nó rất là thích hợp cho mấy bạn nữ nha. Thì tôi cũng đang muốn tìm hiểu xe tay ga mọi người, cho nên là á chị, trời ơi tình cờ có chị xinh đẹp này luôn. Em có để ý chiếc xe tay ga này á, thì không biết là bên mình xe thì giá cả như nào, với lại đang có chương trình khuyến mãi gì không chị? À dạ, thì chiếc này là Yamaha Rendai á chị, nếu như mà các chị em phụ nữ mình mà đi chiếc xe này là cực kỳ là ưng luôn á, với lại là cũng thích hợp nữa về kiểu dáng hay là về thiết kế hoặc thiết bị, thì phải nói là Yamaha Rendai là được rất là nhiều các bạn nữ thích luôn ha. Rồi còn về nếu như mà mình đang muốn mua cái dòng xe này á, thì giá bên em sẽ dao động là từ 46.900 cho tới 50.900 thôi, đã có thuế VAT hoặc là nó tùy theo phiên bản đó chị. Ví dụ như mình có phiên bản tiêu chuẩn hoặc là phiên bản giới hạn này, chị thích phiên bản nào thì em sẽ tư vấn kỹ hơn cho chị về phiên bản đó luôn. Đặc biệt hơn nữa là nếu như mà các bạn mua xe trong thời điểm Thanh Vương Phát 6 khai trương á, thì những dòng xe tay ga được giảm 1 triệu nha chị. Dạ, 1 triệu luôn á hả? Đúng rồi, được giảm 1 triệu. Ngoài ra bên em còn cái chương trình khuyến mại lớn hơn nữa là tân bừng khai trương bốc thăm chung lớn nữa. Nên là nếu như mà khách hàng mua xe trong dịp khai trương này thì sẽ được cơ hội mà bốc thăm trúng thưởng ở cái chương trình đó. Có cơ hội là trúng giải đặc biệt là một chiếc Exciter 155 VVA luôn á chị. Phiên bản thể thao nha. Rồi giải nhất còn có 4 chiếc Sirius FE phiên bản phanh cơ nữa. Và còn TV này, tủ lạnh này, lò vi sóng hay là combo giá 1 triệu đồng nữa chị. Dạ. Tính ra lợi quá, ví dụ giờ em mua chiếc xe tay ga đúng không? Xong em bắt thăm trúng thưởng thêm một cái xe Exciter nữa. Đúng rồi. Rồi tính ra lời quá ha. Được giảm 1 triệu nữa. Nếu mà mua trả góp hay là tham gia mua những dòng xe khác thì bên em còn tặng thêm combo chỉ giảm 1 triệu đồng nữa chị. Cái chính sách trả góp bên mình có cũng đang dạo này có đang ưu đãi gì không chị? Dạ, trong cái dịp khai trương này á. Trời ơi, có rất là nhiều ưu đãi luôn. Ví dụ như mà bên em có những dòng xe mà không cần trả trước tiền xe này, hoặc là tham gia với lãi suất 0% luôn á. Có nhiều ngân hàng hỗ trợ và duyệt hồ sơ rất là nhanh luôn. Dạ, nên là mua dịp trong dịp khai trương Thanh Vương Phát 6 này thì rất là nhiều ưu đãi luôn á. Dạ. Cho em hỏi là những cái ưu đãi mình sẽ kéo dài bao lâu á chị? Dạ, cái thời gian mà chương trình tân bừng khai trương bốc thăm chung lớn thì sẽ là từ ngày 6 tháng 7 cho tới hết ngày 22 tháng 5. Dạ, còn chương trình trong dịp mà mua xe tay ga 1 triệu thì sẽ là đến hết tháng 5, ngày 31 tháng 5. Và rất là nhiều chương trình khuyến mãi khác nữa. Dạ. Rồi chị đang thích dòng xe này hả? Đúng rồi, em đang tại vì em chạy xe tay côn đó giờ quen rồi, nhưng mà em vẫn đang muốn có một chiếc xe tay ga để đi dạo phố, đi chợ, đi này nọ. Dạ. Chị cứ ngồi lên thử xem cái kiểu dáng. Được ngồi luôn hả? Dạ, được ngồi luôn thì mình thoải mái luôn. Ở đây nhiệt tình lắm mọi người. Cảm giác nó có khác với so với ngồi xe tay côn không chị? Nhẹ nhàng hơn đúng không? Trước giờ thì em không có ngồi xe tay ga nhiều quá, nhưng mà em thích cái phần đằng trước này nè, để cho nó rất là rộng rãi luôn á mọi người. Dạ. Cái phần đằng trước này rất là rộng luôn. Thì chiếc này hồi nãy chị nói giá là 49 triệu. Dạ, 900. Đúng rồi, 49 triệu. Đã có thuế VAT 10% luôn rồi. Dạ. Ủa, chiếc này xinh thế nhỉ. Bên mình còn dòng xe tay ga nào dành cho nữ không chị? Dạ, còn nhiều lắm chị. Ôi, lỡ rồi, mình đi tìm hiểu hết luôn. Được rất là nhiều các bạn nữ thích, cũng như là bán rất là chạy hiện tại luôn á. Cái này là Yamaha Latte. Đúng rồi, em thấy cái xe này nó hơi lạ là nó mới về luôn hả chị? Đúng rồi, nó cũng mới, hàng mới về hết và phiên bản mới luôn. Hay là dòng xe Janus cũng là mới về luôn á chị. Còn chiếc này? Chiếc này là Yamaha NVX, Yamaha NVX 155. Các anh nam mà kiểu trầm hơn một xíu hay là lịch lãm hơn một xíu là cực kỳ là thích chiếc này. Chiếc này ngầu quá hả? Dạ. Chiếc này ngầu ghê luôn á. Thử không chị thử? Ôi ngầu quá. Dạ. Đồ đen nữa chứ không. Chiếc này hiện tại giá của nó là như nào hả chị? Dạ, Yamaha NVX thì sẽ là dao động là 54.500, có thuế VAT luôn rồi á chị. Dạ. 155 đúng không? Đúng rồi, 155 phân khối. Có vang miếng thiên VVA luôn á, 155 phân khối nữa. Ok. Dạ. Còn hiện tại là những cái chương trình ưu đãi của mình hiện tại là em thấy có cái vòng quay. Ok, khi mà mọi người mình có nhu cầu, ý là mình muốn tìm hiểu về những cái dòng xe của Yamaha này, mà mình cần được tư vấn mua xe trả góp hay tất cả những chương trình khuyến mãi, mình có thể tới tận showroom của Thanh Vương Phát nha, và gặp các chị chuyên viên ở đây. Mình có một cái phòng tư vấn rất là đẹp luôn á mọi người, cho đầy đủ mọi thứ luôn, và có máy lạnh mát nữa. Các chị chuyên viên tư vấn ở đây rất là chuyên nghiệp, dễ thương, sẽ tư vấn cho mọi người từ A tới Z luôn.
Dạ, em cảm ơn chị cũng như là rất là mong sau này cũng như là các bạn nào mà đang coi thì mình muốn tới cửa hàng tham quan dòng xe hay là tham khảo dòng xe nào thì hãy ghé tới Thanh Hưng Phát 6. Thì em xin phép đọc lại địa chỉ Thanh Hưng Phát 6 nằm ở số 0102, lô B5, khu nhà ở toa xe 2, đường Lý Thường Kiệt, phường Dị An, tỉnh Bình Dương ạ. Dạ, hôm nay cảm ơn chị rất là nhiều khi mà ghé tới Thanh Hưng Phát 6 ạ. Em cũng cảm ơn chị hôm nay đã dẫn em đi tham quan và cả là tư vấn cho em rất là nhiệt tình luôn. Và ở đây cái quầy mà để cho ngồi mà tư vấn á mọi người em rất là thích luôn á nha. Thì hy vọng mọi người sẽ tới Thanh Phương Phát 6 và ủng hộ showroom của tụi mình. Dạ em cảm ơn chị. Ngoài ra thì những xe máy trong quốc ánh hỗ trợ không cần. Rồi bây giờ mấy em lên xe nha. Lên xe chuẩn bị. Ok. Rồi xong chưa lâu lâu mới anh em mới được một bữa quậy quậy. Ủa mấy anh em không lên xe trời. Lên xe đây, lên xe đây. Vui quá vui. Anh Vũ ngày thường im lìm mà bữa nay ra quậy quá. Ngày thường im lìm mà. Thì bây giờ là sẽ đến màn là anh em một chút phần quà lưu niệm từ Thanh Vương Phát 6. Quà lưu niệm nha anh em. Rồi thì bây giờ chính tay mình phía bên đây mát á, thì trao sau nha, bên đây trao trước. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Hai xe này có ai ngồi lên luôn anh? Bi ở đó luôn đi. Đây anh sách phụ vô. Đây em sách phụ vô. Mấy anh em trong đây có nó có một cái áo khoác á, mấy anh em lấy áo khoác ra khoác vô luôn nha để mình chụp tấm hình. Rồi. Cảm ơn đã tới tham gia, lấy cái áo khoác ra, mình khoác ra luôn, cho có cái áo khoác ở trong á. Đây anh cầm cho, anh cầm cho. Rồi, để em đi theo anh. Rồi, để.
trong có cái áo khoác à, dạ, dạ. Rồi đánh chưa có đúng không? Rồi ok. Rồi dạ rồi mình lấy cái áo ra mặc vô cho đẹp. Đây là cho cameraman mà công lửa nó khóc á, bữa quay đâu cả. Nè cameraman nè. Đây, cái này của cameraman nha. Rồi. Chồng vô cổ. Rồi anh em khoác áo khoác vô, anh em mình làm tấm hình cho đẹp ha. Mặc áo vô. Áo vô nữa hả? Ừ. Nó nắng một chút xíu ra anh em. Nó nắng chút xíu ra anh em không cảm nha. Em ngồi nước mát của sao anh ơi. Hả? Em ngồi nước mát của sao. Có cái nón rồi anh em. Đó, biết không? Anh em nào thích đội nón đội luôn nha, cho nó mát nha. Em có hai cái luôn anh ơi. Ừ. Cái chị đội cái này luôn. Hello chị. Đâu? Hello em. Trời ơi. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng dạ, như vậy. Dạ. Để đây dạ. Anh em mình vô đây chụp tấm hình đi. Dạ đúng anh rồi đây. Dạ. Anh đây. Rồi mặc áo vô nha, anh em mình chụp tấm hình. Anh em mình đang mình đó chụp qua dễ thấy. Đây nè anh giữ. Rồi chưa anh em mình làm tấm hình nè. Dạ Quân ơi, em chụp tổng thể nguyên cái tòa nhà giống ngày hôm qua mà anh có. Để cho mấy anh em mặc cho đều. Đẹp quá, đẹp quá, đội nón đẹp. Đẹp. Ơi, anh em này đứng đây chụp tấm hình kìa. Máy đâu, máy đâu? Máy đâu, máy đâu? Quân ơi, Quân. Chụp cái này trước đi em. Qua đây chụp gần trước. Chụp gần trước bên này trước đã. Trong thời gian chờ đợi mấy anh. Nào, Thúy An qua đây đi, Thúy An qua đây. Cởi khẩu trang ra. Ơi, anh em mình like nào. Nghe nói ai vậy ta? Nói tình Quân. Nhớ lấy cho hành đường phát 6 nha Quân. Rồi, bánh tim nào. Rồi, mình tấm đoàn kết đi ha. Tấm đoàn kết ASEAN chứ. Rồi thì nãy đông anh em lắm thì mấy anh em á là về bớt rồi, giờ còn là mấy anh em mình làm clip cuối cùng là mấy anh em đã có một cái chuyến buổi ốp rất là vui. Và vui không? Vui hỏi thiệt vui không? Vui anh. Vui sao? Nay được bắn pháo bông của anh em. Cái buổi ốp này gọi là mình muốn tạo một cái sân chơi để làm gì? Để cho mấy anh em xe nhỏ xe lớn. Cái tự nhiên lúc đầu không quen nhau cái vô một cái hội thấy không? Nãy là mấy anh em quen nhau hết rồi có gì tham khảo. Ví dụ đây đi R3 đi thì muốn lên Z8 thì cũng tham khảo. Có xe sẵn mình tham khảo hoặc là đi R15 mình muốn lên. Thậm chí có những anh em đi xe Ad, xe Winner thì mình muốn tham khảo lên mấy dòng xe bọt thì đó. Có sẵn mấy anh em đó mình dễ tham khảo. Đó rồi một phần nữa là cảm ơn mấy anh em hôm nay đã ghé thăm. Dù có nhiều anh em bận công việc ta vẫn ghé xong ta về. Còn những anh em ở đây là ở chơi tới cuối cùng rất là vui. Đó thì mấy anh em có lời nào muốn nói không? Muốn nói gì không? Nói vài câu coi. Em chả biết nói gì. Nói vài câu coi. Hôm nay đi tour với anh Minh rất là vui, rất là phấn khởi. Nói vài câu. Dạ em cảm thấy rất là vui. Tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Em rất cảm ơn anh Minh. Ok. Được rồi. Rồi đây. Có cơ hội anh Minh tạo điều kiện cơ hội cho anh em gặp nhau giao lưu tìm hiểu rồi biết nhiều rồi cũng cảm ơn anh Minh với Thanh Phương Phát tạo điều kiện cho những anh em gặp mặt một tuần chiến tour mini rất là vui ngày hôm nay. Ok. Rồi ông kia núp làm gì nói rồi. nói đi nói xong hết rồi. Rồi. Nói xong rồi. Nói. Không biết nói gì hết. Nhiêu đó được rồi. Nói gì không? Có câu nào không? Hôm nay được buổi apply của cùng với anh Minh rất là vui anh em. Coi bắn pháo bông xe rất hào hứng. Rồi.
Vậy mấy anh em mình cũng mấy lời gửi đó, cảm ơn mình cũng có mấy lời là cảm ơn mấy anh em lúc nào cũng ở bên cạnh mình, tạo một cái sân chơi nho nhỏ. Và cảm ơn Thanh Vương Phát đã tài trợ cho anh em có nơi để ốp nè, rộng rãi nè, rồi bánh nước, rồi quà tặng nữa đó, thì rất là nhiều để có tạo điều kiện. Hy vọng là Thanh Vương Phát ngày càng phát triển ra 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gì đó, là anh em có nhiều ốp dài dài đó. Còn anh em nào mà muốn ốp giống vậy thì cứ hú mình sẽ liên hệ với mấy anh em. Rồi cảm ơn nhiều, cảm ơn mọi người đã xem clip YouTube. Và đừng quên nhớ bấm like và subscribe cho kênh của Minh Biker nha anh em. Rồi mãi mãi là anh em. Ok.